Lặn đi ô ly. Tập 104. Tàu tay ga và tàu ngầm. Sao vội thế, Walter? Xin lỗi, tiến sĩ Kate. Tôi hy vọng chúng ta về y cầu trước khi tàu ngầm tới. Đợi đã. Oli. Chào Oli. Beth đâu rồi? Cậu đây rồi. Chào tiến sĩ Kate. Chào Walter. Chào mừng tàu ngầm đến Trung Quốc. Lần trước chúng ta cùng tới Trung Quốc là ở phía Nam Biển Đông. Hôm nay chúng ta ở phía Đông Biển Đông. Trung Quốc hẳn phải rộng lớn lắm nên mới có tới hai biển. Phải, đây là một quốc gia rất rộng lớn. Tôi không thể tin là chúng ta đều được mời tới đây để tham dự lễ khai trương Bảo tàng Biển Thượng Hải. Vì ngày mai mới có buổi khai trương, nên tiến sĩ Kết nói chúng ta có thể dành ra cả ngày hôm nay để thám hiểm, chỉ ba chúng ta. Skid, chào mọi người. Everdog đang bay tới đây để tham dự buổi khai trương bảo tàng ngày mai, và ngài ấy muốn Skid ở đây để ngài ấy có thể khám phá một số thứ dưới nước. Chào mừng Skid, cùng quay về Echo nào. Đi nào. Đây là bản vẽ bảo tàng Biển Thượng Hải khai trương ngày mai. Tuyệt. Bảo tàng có mọi thứ để giúp chúng ta sẽ hiểu trước kia việc đi biển như thế nào. Một số đồ vật từ chiếc thuyền đắm mà chúng ta tìm thấy được đặt trong bảo tàng. Thật là một niềm vinh dự lớn. Phải, họ thậm chí đặt một tấm thẻ ở dưới mỗi vật trưng bày có tên của các bạn trên đó. Tuyệt, ở trung tâm bảo tàng sẽ là một màn hình lớn chiếu hình ảnh nhà thám hiểm người Trung Quốc, Trịnh Hòa. Họ còn dựng một mô hình đúng cỡ của một trong số những chiếc tàu lớn của ông ấy. Có vẻ tuyệt không nếu chúng ta tìm được vật gì đó từ thuyền của Trịnh Hòa để gửi cho bảo tàng? Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy gì đó giống như vậy khi chúng ta đi thám hiểm hôm nay. Hay lắm, Skid. Các chứng tích từ các con tàu của Trịnh Hòa rất hiếm và khó tìm. Tôi biết mà. Nếu các bạn đều lên kế hoạch thám hiểm, thì các bạn nên đi đi. Phải, lặn nào. Nhìn con sứa to kìa. Nó thật vĩ đại. Khổng lồ. Không to bằng con cá mập voi kia. Trung Quốc là một nơi rất lớn, với những sinh vật biển cũng lớn. Có trên 80 loài cá mập khác nhau ở phía Đông Biển Đông. Xem những con cá kia đang đi đâu. Nhìn kìa các cậu, chúng đang bay. Oli, Beth. Các cậu phải xem thứ này. Cái gì thế? Này, họ đi đâu rồi? Có cả đàn cá ở đây. Chúng bay trên mặt nước. Chúng ta thấy mọi thứ hay ho phía ngoài tảng an toàn rồi, Skid. Chim cánh cụt này, chim hải âu rụt cổ này, và cả kỳ lân biển nữa. Kỳ lân biển ư? Thực ra đó là một con cá voi có răng Oli đã nhìn thấy khi chúng tớ cùng làm việc ở biển Atlantic. Oli bị đông cứng ở trên băng và cậu ấy trông thật buồn. Không, đây mới là buồn. Quay xuống và xem dạng san hô ở đây thế nào đi. Được, tuyệt. Được thôi. Xin lỗi vì làm phiền ngài lươn. Nhìn tới này. Chào mọi người, ở đây cơ. Cái gì vậy? Sao, nó nguy hiểm không? Trông như mảnh vỡ của đồ gốm Trung Quốc. Chúng rất giống những mảnh vỡ mà chúng ta thấy ở phía Nam Biển Đông. Và tớ suýt nữa cho nó đi, nhớ không? Sao chúng tớ quên được chứ? Chỉ cần đưa chúng lên ghế ngồi của tớ và chở tới chỗ tiến sĩ Kết, tớ là xe tay ga vận chuyển mà. Chúng ta không dịch chuyển chúng đâu, Skid. Tốt hơn hết là để nó ngay vị trí chúng ta tìm thấy. Tiến sĩ Kết nói với chúng tớ, đó là cách tốt nhất để xử lý các chứng tích văn hóa. Các cậu cứ tiếp tục đi nhé. Trong khi tớ đưa những bức ảnh về đồ gốm này cho tiến sĩ Kết, tớ sẽ đuổi theo các cậu sau. Cảm ơn Beth. Theo tớ. Chúng tớ ở ngay sau cậu đây, Skid.
Sao cậu dừng lại vậy, Skip? Đó là em họ của bác Ranger, bác Ngọc Minh. Chào mừng trở lại Trung Quốc, Oli. Cảm ơn bác Ngọc Minh, đây là bạn Skid của cháu. Và bác có nhớ Walter không ạ? Chúng cháu tới tham dự lễ khai trương bảo tàng biển Thượng Hải ngày mai đấy. Chúng tôi rất vui khi có khách đến thăm. Tại phía đông biển đông này, Walter nói có trên 80 loài cá mập ở đây ạ. Walter nói đúng. Ta vừa mới đi ngang qua mấy con cá mập đầu bú ở phía bên kia rừng tảo bẹ đấy. Thật ạ? Đi xem chúng thôi. Đợi đã, trước khi đi. Cháu có phải biết nhiều về cá mập đấy, Walter. Cháu có biết tại sao cá mập không ăn cá hề không? Không ạ. Cháu không biết tại sao cá mập không ăn cá hề. Bởi vì chúng có vị rất buồn cười. Hiểu không? Cá hề. Buồn cười. Cháu hiểu rồi. Đó là chuyện cười. Câu đố đó hay thật. Đi nào các cậu, đi xem cá mập thôi. Tạm biệt bác Ngọc Minh. Tạm biệt. Chúng tôi đã gặp rất nhiều anh em họ của bác Ranger, phải không Walter? Phải, chúng tôi gặp bác Raj ở Ấn Độ và bác Nefer ở Địa Trung Hải. Đừng quên bác Simon ở Canada và bác Robot ở Nam Phi, bác Gonzalo ở đảo God. Họ thậm chí không nhớ tới mình. Mình nên trở lại Eco. Thật tuyệt. Phải, chúng tôi có cá mập búa ở cảng an toàn, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì giống thế này, phải không, Skid? 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 Cậu đâu rồi? Có chuyện gì vậy, Oli? Skid đi mất rồi, tôi đang cố gắng gọi cậu ấy qua radio đây. Họ vẫn vui mà không cần mình. Mình cá Loli không biết mình đi mất nữa cơ. Skid, cậu ổn chứ? Cậu đâu rồi? Đừng lo cho tớ, Oli. Tớ đang trên đường về Eco. Sao? Cậu và cậu bạn tàu tay gà siêu thông minh đó có thể đi thám hiểm mà không cần tớ. Nhưng cậu ấy có vẻ không vui. Có lẽ chúng ta không nên nói quá nhiều về những chuyến thám hiểm cùng nhau trước kia. Phải, tôi nghĩ chúng ta làm cậu ấy thấy bị bỏ rơi. Tôi nghĩ chúng ta nợ cậu ấy lời xin lỗi. Cậu đúng đấy. Đi thôi, Walter. Chào các cậu. Tớ trở về tham gia với các cậu đây. Skid đâu? Cậu ấy bảo là trở về Eco. Cậu ấy không ở đây sao? Không. Sao cậu ấy lại trở về đây? Tại chúng tớ làm cậu ấy thấy bị bỏ rơi. Ôi chào. Cậu ấy không hề về đây. Tớ hy vọng cậu ấy không bị lạc. Đừng lo, chừng nào radio của cậu ấy còn trong vùng này, tôi có thể nhận được tín hiệu của cậu ấy. Chúng ta sẽ tìm cậu ấy. Skid, cậu đâu rồi? Skid, cậu nghe thấy chúng tớ không? Họ tới, mình phải trốn thôi. Thôi nào, Skid, cậu đâu rồi? Skid. Kìa. Này, cậu làm gì? Skid ở đâu được nhỉ? Beth, cậu ấy ở. Tôi nhớ cậu ấy quá. Oli thì sao? Có nhớ. Tớ thực sự nhớ người bạn tốt Skid. Nhớ cái lần mà cậu ấy và tớ giả vờ chúng tớ là con khủng long để trêu cậu không, Beth? Tớ đã nghĩ có một con khủng long thực sự ở cảng an toàn. Thế còn cái lần cậu ấy cứu cô Uma khi cô ấy bị kẹt dưới cái trạm quan sát 11. Lần đó thật thú vị. Tôi thích câu chuyện các cậu kể cho tớ về việc Skid làm Diver Dog ngạc nhiên với bức tượng sáp vào dịp sinh nhật. Thế còn lần Brent bị kẹt trong bẫy đánh cá và tớ cứu cậu ấy thì sao? Chúng tớ nhớ chứ, Skid. Chúng ta có nhiều kỷ niệm thú vị cùng nhau. Đúng vậy. Walter, Beth và tớ không có ý làm cậu thấy bị bỏ rơi hôm nay đâu, Skid. Nhưng chúng tớ đã làm vậy và chúng tớ rất xin lỗi. Chúng tôi nghĩ bây giờ là lúc để tạo ra kỷ niệm mới, trong đó có cả bốn chúng ta, phải không Walter? Walter? Tàu ngầm. Tôi nghĩ Skid đã khám phá ra một chứng tích văn hóa quan trọng. Tớ ư? Đây có thể là một cái bánh lái từ những con thuyền khổng lồ của Trịnh Hòa đấy. Ôi chào, bảo tàng biển Thượng Hải sẽ vui mừng khi biết vậy cho mà xem. Và cậu tìm ra nó đấy, Skid. Tớ tìm ra nó phải không? Dĩ nhiên các bạn tàu ngầm đã tìm ra tớ. Và không ai trong số chúng tớ sẽ biết mẩu gỗ này là gì nếu không có Walter. Vậy nên tất cả chúng ta đều tìm thấy vật quan trọng này.
Phải. Cười lên mọi người. Thật hào hứng. Bảo tàng Biển Thượng Hải chuẩn bị mở cửa. Diverdog cũng ở đây. Tôi không thể diễn tả được sự tự hào của mình khi đến Trung Quốc và biết bốn cậu đã tìm được thứ gì. Bây giờ họ có một máy quay dưới nước để quay cái bánh lái mà chúng ta tìm được. Mọi người có thể thấy nó trên màn hình lớn bên trong bảo tàng. Và dưới màn hình là một tấm thẻ có tên các cậu trên đó. Tất cả chúng tôi ư? Phải, Skid, tên tất cả các bạn. Nhìn kìa, mô hình tàu của ông Trịnh Hòa kìa. Và bây giờ, một lời cảm ơn đặc biệt tới bốn nhà thám hiểm đã giúp chúng tôi mang lịch sử sống lại. Đây là kỷ niệm mà cả bốn chúng tôi sẽ không bao giờ quên.